cá hải tượng. Đây là một loại cá mà các bạn đang thấy, đó là cá loại cá nước ngọt to nhất thế giới. Cá này xuất phát là một cái loại cá sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ, đặc biệt sông Amazon ở Brazil. Cá này ở các cái khu vực nhiệt đới, sau đó người ta bây giờ người ta bắt về để nuôi ở Việt Nam. Và con cá này các bạn đang thấy là con cá hải tượng đang sống ở cà phê Tê Quy, 656/40, địa chỉ 656/40 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp. Con cá này nó rất là lớn và hiện tại cá hải tượng long có thể đạt độ dài tới hơn 2 mét và nặng khoảng 100 kg. Thì con cá này đang phát triển, nếu thật ra nó sống ở môi trường tự nhiên, những sông lớn, sông cái như sông Amazon, sông Cửu Long hay sông Mekong chẳng hạn, thì có thể nó có thể có khi người ta phát hiện ngoài tự nhiên là nặng tới 200 kg. Loại cá này tại tự nhiên người ta chủ yếu bắt bằng vợt, khi đánh dùng dao và đinh ba lao. Chính vì vậy hiện nay trong tự nhiên khó có thể tìm thấy những con có chiều dài trên 2 mét, do người ta săn bắt nó dễ quá, kích thước to lớn. Và có lẽ là đặc biệt nhất của là cá này là phụ thuộc lớn vào không khí để thở. Ngoài mang nó còn có một bong bóng bao gồm mô phổi cho phép nó có thể nén oxy từ không khí. Đây là một sự thích nghi với các điều kiện thường thiếu oxy ở vùng ngập nước Amazon, nhưng đòi hỏi nó phải hít thở không khí để mỗi lần thở là có thể lặn sâu từ 5 đến 15 phút một lần. Tại căn hồ này ở cà phê Tê Quy, địa chỉ 656/40 đường Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, khu nhà thờ Hạnh Thông Tây, thì con cá này đang phát triển ở cái mức là với chiều ngang hồ là 1,5 mét này, mà mình thấy nó bơi ngang là nó còn cong đuôi, thì nó có thể đang dài khoảng 1,2 m và ước lượng nặng khoảng 60 kg. Mỗi sáng các thực khách vào đây là mình thấy cứ loại cá điêu hồng mà 1 cân đến 1,5 cân thả xuống một cái là anh Trự đớp nổ đùng và đặc biệt thả xuống đớp liền. Còn những cái con cá nhỏ đang bơi này thì anh chàng này ăn no và không có đớp nữa, chứ những con cá lớn kìa, thả xuống là nó đớp ngay, nổ như sấm vậy. Và cứ sáng sớm nếu mà mình ghé đây tầm 7 giờ tại cà phê Tê Quy là sẽ được thấy người ta cho ăn như vậy. Đây, cà phê Tê Quy. Cà phê Tê Quy, khu phường 11 Quang Trung, địa chỉ 656/40 Quang Trung, là nơi mà mình hay ngồi làm việc. Rất là mát. Các cái tán bằng Đài Loan cổ kính. Cây này là cây me cổ thụ lâu đời rồi. Khu nhà thờ Hạnh Thông Tây gần nhà mình. Và hôm nay ngày đầu năm, vợ chồng mình chọn nó để kết sổ quyết toán. Và thật là ngạc nhiên khi tháng rồi là một tháng cuối năm và làm mà chốt kèo khá ổn. Chà, và vợ đang ngồi cộng trừ kèo thuê, kèo bán, kèo giấy tờ nhà, kèo công chứng, kèo thủ tục nhà đất. Và đặc biệt tháng này thì chốt nhiều kèo mua bán rất ngoạn mục để chốt một cái năm khá khó khăn 2020 và hướng đến một cái năm 2021 đầy hy vọng, để mà cố gắng cho công việc làm ăn cũng như doanh nghiệp cá nhân của mình có sự tăng trưởng, và mong sao giữ được đà này và tăng trưởng 20% so với năm 2020 là tạm ổn. Bởi vì năm nay mình còn bị hết mấy tháng là cả năm vợ mang bầu và mấy tháng là sinh em Vi, cho nên ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất công việc